chú buộc lại cho cháu xem với. Tí chú buộc cháu về cháu không biết xem nào. Chú buộc lại cho cháu xem. Buộc đầu. Buộc lại nhỉ. Buộc lại từ đầu. Cho cha chuẩn bị đấy, cái chuẩn bị đồ để lên. Đấy, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, bây giờ đã có một cái dây để buộc. Chú buộc lại cho cháu xem với. Tí chú buộc cháu về cháu không biết xem nào. Chú buộc lại cho cháu xem. Buộc từ đầu. Buộc lại nhỉ. Buộc lại từ đầu. Ông cha chuẩn bị đấy, chuẩn bị đồ lên đi. Để khoảng 20 phân, gần 20 phân đúng không nhỉ? Cho than vào nó chuẩn bị thử thép đi em ơi. Thôi cứ thoải mái nhau cơ. À một vòng đây. Cây vải lanh. Thả riêng á. À nụt lên. Vâng. Ê, thế này nhá. Vâng. Ai. Thiếu. Này, càng nhiều vòng thì nó càng dày lên chú nhỉ. À, đúng rồi. Không dính sao? Chứ chỉ hình lún thế thì được. Đấy, càng kéo càng chặt. Thế chú thử sau đó là chú đeo như thế nào chú ơi? Chú đứng dậy chú đeo cho cháu gì đấy? Cháu về cháu còn đi rừng cháu còn biết đeo. thêm một vòng nữa à chú? Không, không phải thêm. Thế này thôi. Chặt lắm nhỉ. Cho con dao vào. Kêu danh sách cách. Vượt tầng luôn. Không ngắn không dài. Không ngắn không dài. Thôi đi rừng thế thôi. Đi ra dao đi rừng. Có cây nỏ kia coi như là do ở đây chú đúng ơi, không? Chú cái dây lanh này mà để gác bếp thì nó vàng đấy chú nhỉ? À, bây giờ này. Nó còn đang mới. Đang mới đâu. Trai cho than vào đi em ơi để chuẩn bị thử ghép. Một sải hơn một sải tay của cháu đấy. Nó rơi vào khoảng độ trên thấy là lú mê. Trên quần nó không ăn à? Ăn đâu. Không ăn thế rồi để. Cũng được chứ chú nhỉ? Được mà nó không tốt đâu. Thế mình làm mấy cái đấy xong mình cho xuống dưới. Này, nó không chuẩn như này nó nhỉ. À vâng. Nó không chuẩn bằng cái kia. Thế nó mềm ra. Lấy nhiều à cái này, dài này. Cho lấy nhiều. Chú cứ làm đi xong chú ấy cháu mua cho chú. Mua nhiều thì nó cũng mua nhỉ. Vâng. Để làm cái dây đeo chú. Ừ, đúng rồi. Con bò dài đeo chứ. Con bò dài chữ à? Dạ. Chữ. Cái gì chứ? À, không. Dài sơ sơ này. Chữ có nhiều mà. Đấy, Hà Nội à? Ừ. Cháu mang đi khắp nơi. Dao của chú Ria đi đâu là cái dây của chú đi cùng dao của chú Ria bao nhiêu? Chắc lắm mấy chú nhỉ? Rứt cơ đất không? Rứt cơ đất không? Gì? Dây này rứt cơ đất không? Không biết nói. À. Mấy ngày này đau đầu quá. Đau đầu quá? Sao đau đầu? Không biết, nó tự đau.
đầu mà. À đầu từ đầu. Nhìn rõ à? Nhìn rõ chứ chú. Thế thì tí nó to xuống để nhá. Hôm nay lần kia to là được to sống nhá. Vàng. Tao quậy để cho nó. Vàng. Không biết nhà mà. Vàng. Chỉ cần hôm nay chỉ cần là được ý thôi.